Cơ sở An Thịnh này xin chào toàn thể các bác. Thì rất là vui lại gặp lại các bác trong cái video của buổi chiều ngày hôm nay. Thì cơ sở nhà em vừa về một cái nô phôi thùng như này. Thì cái nô phôi thùng này thì sau cái video chiều hôm qua hôm kia gì đó em có đăng tải thì bác có đặt cả phôi và cả thùng. Thì lời đầu tiên thì cho em xin được gửi lời cảm ơn tới bác, một khách hàng đến từ Thái Bình đã tin tưởng cơ sở bên em và đặt những cái nô thùng nuôi ong như này. Thì bác đặt là tổng là 50, tổng là 50 thùng, nhưng mà bác đặt là 30 thùng đóng sẵn rồi và 20 thùng bác bảo tôi về tôi tự đóng. Thì cũng xin cảm ơn riêng cá nhân thì cảm ơn một mình bác, thế còn đâu thì cũng kênh An Thịnh cũng cảm ơn tất cả các bác đã đặt cái niềm tin tưởng cũng như là cái cơ hội ủng hộ cho shop An Thịnh trong những cái dụng cụ nuôi ong cũng như là rất nhiều những cái vật tư khác nữa. Và đây xin mời camera có thể quay lại gần hơn hoặc là chỉnh máy làm sao cho thấy rõ cái phôi thùng ở đây. Thì ở đây các bác có thể thấy đây là cái phôi thùng này. Cái phôi thùng này thì rút kinh nghiệm từ những cái lần trước là nhà em đóng chung, tức là về các bác lại phải chọn ra, lại phải lọc ra thì mới đóng được. Còn bây giờ là em đặt bên xưởng là bó từng bó như thế này. Đây một bó như thế này là một thùng và đầy đủ tất cả những cái phụ kiện đi kèm của nó có sẵn ở đây rồi, ở trong một cái túi bóng màu xanh nha các bác nhé. Từng chi tiết nhỏ một. Đây, trong túi bóng này nó là cái phụ kiện này, những cái nhỏ nhỏ này, đóng riêng túi bóng luôn. Đây các bác thấy là hiện tại ý, thì chỉ có duy nhất là cơ sở như em hỗ trợ các bác là đóng từng cái thùng ra một như này. Để làm sao? Để là về các bác không biết đóng cũng đóng được một cách đơn giản và dễ dàng. Đây, quay trở lại với cái đơn hàng của ngày hôm nay đến từ bác Thái Bình, khách đến từ tỉnh Thái Bình. Thì cũng xin chúc bác có cái đàn ong khỏe mạnh, bởi vì tầm này mà bác đã chia được đàn mà cái số lượng này thì cũng chắc là trại ong của bác cũng rất là mạnh. Thì xin chúc bác nuôi ong thuận lợi và thành công. Và bác có chia sẻ là tại sao lại mua thêm cái phôi. Thì bác bảo là thì tôi có thời gian thì tôi cứ vừa có thùng kia về tôi lại đóng thêm lúc rảnh rỗi, không những hôm mà tôi không đi thăm ong thì tôi ở nhà tôi đóng thêm. Đấy, bác cũng là người về hưu, tranh thủ nuôi thêm những cái đàn ong để gia tăng cái thu nhập cho gia đình mình. Thì phần lớn khách hàng đến với kênh An Thịnh cũng là những bác khách hàng cũng đã có tuổi tầm 40, 50, 60, có bác đến tận 80 tuổi. Thì cũng rất là cảm ơn các bác, thì xin chúc các bác sức khỏe nhé. Thế còn đây là về một cái thùng nữa, thì em giới thiệu luôn là về cái thùng và ở cái phần cuối thì em cũng sẽ báo giá. Đấy, bác nào mà mua thì chủ động ở lại cái trong cái video này để nhận cái báo giá. Để chi tiết về cái thùng này thì các bác có thể thấy đây là cái thùng bằng gỗ gạo. Em xin nhắc lại nhé, là hầu hết cái thùng bên cơ sở nhà em là đều bằng gỗ gạo. Đấy, thì được xẻ là lúc đầu ấy là xẻ là 2 phân. Đấy, sau quá trình mà bào gọt đi thì nó sẽ chỉ còn được khoảng 1/7 và 1/8 thôi. Đấy, nó không thể đảm bảo 2 phân nếu mà các bác đo nó còn co ngót nữa. Đấy, thì cái nô thùng hôm nay mà bác đặt. Đấy, vừa rồi thì em làm rất nhiều cái video về cái nội dung là cái thùng ghép. Thì đây là cái ghép, cái tấm ghép của nó này. Nếu các bác nhìn bình thường ấy thì sẽ cũng không thể thấy được cái vết ghép ở đâu, bởi vì bên xưởng làm rất là kỹ. Đấy, thì các bác đặt cái này thì giá nó thành nó rẻ hơn khá là nhiều so với lại cái kia. Cái thùng này thì cơ sở nhà em thùng ghép này đang bán là 150.000, rẻ hơn so với cái thùng liền là 20.000. Thế thì nếu mà các bác có nhu cầu ấy thì các bác đặt cái thùng ghép này. Đấy, sau đấy thì các bác đặt bên em sơn luôn. Sơn vào nữa thì nó bằng đúng tiền giá tiền của cái thùng mà bán liền mà chưa sơn. Thế thì ngay cái việc mà các bác mà làm cái đặt sơn ấy thì nó cũng đã bền hơn được rất là nhiều rồi. Bởi vì một cái nước sơn ấy là nó sẽ bền khoảng được từ 3 đến 5 năm nữa. Mà sơn là nhà em sơn 2 lần. Thế thì đây là bác bảo là thôi tôi về tôi cũng sơn, nhưng mà hôm trước tôi vừa mua sơn rồi cho nên về tôi tự sơn. Tôi có thời gian tôi vừa đóng cái thùng này tôi còn đóng được mà. Sơn thì tôi tự sơn. Nếu mà các bác mà có nhu cầu sơn, em nhắc lại là mua cái thùng ghép này xong các bác đặt bên em sơn luôn, cộng thêm 20.000 nữa thì về các bác đỡ phải mất công sơn, công xá nữa, rồi sơn thì nó bẩn nữa, rồi nó còn độc hại nữa, cho nên là tốt nhất là các bác mua thùng đợt này nhé. Duy nhất đợt này thôi thì shop nhà em mới hỗ trợ các bác là sơn, sơn thôi, cứ sơn một chiếc là 20.000. Rồi đợt này còn về cái giá của cái thùng mà ở đây là thùng bắn ghép là 150, thùng bắn liền là 170,
cộng với lại các bác có nhu cầu sơn ấy thì là cộng thêm 20 nữa. Còn phôi thùng thì nhà em đang bán là 150. Đấy thì các bác có cái nhu cầu đặt hàng ấy thì chủ động liên hệ bên em sớm nhá. Đấy thì cũng hẹn các bác là tối nay vào lúc 19 giờ thì cơ sở An Thịnh cùng với lại thầy là thầy Ngô Đắc Thắng sẽ tiếp tục lên livestream chia sẻ về kỹ thuật nuôi ong. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả các bác liên tục ủng hộ đồng hành với lại kênh YouTube An Thịnh trong suốt cái thời gian khoảng 3-4 năm kinh doanh vật tư cho ngành nuôi ong. Thì trong cái video này thì như các bác biết ấy, là em thường thì em chỉ giới thiệu về một cái sản phẩm nào đó thôi, một hoặc hai sản phẩm. Tuy nhiên là nhà em thì có rất nhiều các sản phẩm khác. Thì với các bác là khách hàng mới mà chưa cập nhật được kênh ấy, thì còn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để thứ nhất là lên được xem live stream của thầy chia sẻ vào các tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Đấy, ngoài ra thì các bác liên tục cập nhật được những cái mẫu hàng mới khi mà hàng vừa về như này, hoặc là những cái thông tin về sản phẩm đặt hàng. Còn một lưu ý nhỏ nữa, đó là với các bác mà đặt hàng số lượng lớn thì các bác điện trực tiếp cho em nhé. Điện trực tiếp cho cơ sở bên em, nhân viên bên em sẽ báo lại và chốt cho các bác cái giá là phù hợp nhất, kiểu giống như là giá các bác mua nhiều ấy. Ví dụ như là hôm nay bác đặt lô này thì em nói thật là mỗi một đơn vị sản phẩm này là em bớt cho các bác được 5.000 thôi. Cũng không nhiều đâu, nhưng mà tổng số lượng là cũng bớt được vài trăm nghìn, cũng tốt các bác. Đấy là các bác đặt số lượng. Thế còn nếu các bác mua tầm 5-7 cái hoặc 10 cái thì cái số lượng rất là nhỏ, cho nên là cái giá mà em báo ấy là cái giá là đã niêm yết rồi. Rồi video này em xin kết thúc ở đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào 19 giờ tối nay, tối thứ tư. Xin chào các bác.